chính là cái ông đó. Ông rất là hung dữ, là ông ra đủ điều hết. Ông bắt em cắt tóc, cắt amidam, tất cả mọi thứ, thay đổi hoàn toàn thành một người mới luôn. Thì mới chấp nhận làm tiếp, còn không thôi thì ngừng, không đi theo nghề nữa. Trời ơi, cái ông thần nào mà ác dữ vậy em? Em nói cái ông hung dữ luôn đó đó. Thành ra khán giả cũng hết hồn, sao tại sao em sống hiền mà gặp ông hung dữ dữ vậy? Là cái ông xã của em hiện giờ đó. Ông Minh Vi á hả? Hữu Minh đó hả?